Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Cho em miếng đi. Cho tôi muỗng đi mai. Em có biết bữa trưa của tụi anh có như đây không? Đã trốn vô đây ăn rồi cũng theo vô được nữa. Bữa thôi. Miếng chút xíu cũng được mà. Không ăn, em hát cho hai người nghe nha. Cho miếng đi. Tại sao lại cho miếng đi. Tại sao lại đói quá đi. Thôi nè, cho ăn đi. Cảm ơn anh. Muốn nặng mà đói. Quỷ quái. Mắc cười quá hả? Dạ. Mặt con á. Mặt con bị gì hả chú? Nè, coi chú nè, đây. Mặt con là mặt chú nha, nhìn cho kỹ nha, nhìn nè. Làm gì mà căng cái vậy? Nè, coi nhìn chú học hỏi nha. Mình nướng thịt bị khoan thai thôi, bình thường nè, thấy chưa? Đó, dạ, con biết rồi, chú để con nướng cho. Thôi được rồi, để chú nướng cho. Thôi con biết rồi, con nướng cho, con nướng được mà. Được rồi, để chú nướng cho. Nè, bê miếng chín này nè. Cắt con ăn đi. Dạ. Bỏ đây nè. Rồi, uống lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị Mí. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm Mí. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Hả? Chị ngay. Chị ngay có hai người đó. Đi học về đó. Đàn bà con gái gì? Ăn xong hãy nói. Vừa ăn vừa nói văn lúm la ai ăn được nữa. Đúng rồi. Tại vì tính tôi đó. Thầy thích làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang đói bụng á. Đi học giờ đói bụng chứ cũng hay có hăng rồi. Nóng quá. Đói bụng quá chịu nổi. Chưa thấy ai phụ nữ như cô luôn á. Chị ơi, cho em chai rượu gạo. Cái gì? Tôi kêu trà đá rồi mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Đó. Cảm ơn chị. Thử đây ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hều à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết chăng. Con không biết uống, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, cô uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết tay vậy. Chưa, 1 2 3. Em sợ say quá. Không có say đâu, nghe lời chị. Nhanh lên, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá. 100% nhắm thôi chị giận á. Con uống được, được uống nha. Uống được không sao đâu, nhẹ hèo. 2 3. Vô. Uống đi, 100%. Trăm phần trăm chưa? Ngon. Uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được đừng uống con. Uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ngon ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây nè, chị đó thêm cho. Đó. Nè, con uống được uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con nướng. Con uống miếng nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Đi uống trà đá ăn kìa. Mắc công trở thành người cô gái bãi biển. Chú có thêm cái miếng thịt này nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà. Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống. Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị Mai, chị đừng có nhìn ra, mặt chị hề quá. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao không vậy? Dạ. Ê, con sao không? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được thì uống. Chân nghe quá sao không vậy? Tao bị nó nè.
mời chị uống không được đừng uống. Gớm ghê quá. Mỗi lần uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Ngon quá. Ngon. Lẩu ngon quá. Ngon. Đó, cái gì mà thơm dữ vậy nè? Ờ. Ăn lẩu hả? Cái gì vậy hả? Chọn cái gì ạ? Ê, cho em mấy cái này nhung ra cho em nhung. Chạy ơi, chạy ơi, có mấy nó nhung ngắp à. Xin lỗi, xin lỗi. Đây ngồi. Dạ, dạ. Trời ơi. Em đè con nhỏ vậy. Xuống. Ngon quá à. Chú ngồi đi chú. Thôi, con ngồi đi, ăn đi. Được rồi. Mọi người, sao đợi em về ăn chung vậy? Em không biết hả? Hôm nay là Julien đãi đó. Ôi, đãi vậy? Anh Julien ơi, anh có lãnh lương ạ? Ờ, đâu có đâu. Tại hôm nay là tâm ý tâm anh quay về. Cho nên là mình mở tiệc để bà đãi mà. Ồ, bà bồ đóng góp đi chứ. Bồ vừa mới lãnh luôn mà. Trời ơi, tôi mà có tiền á là tôi đã đóng góp rồi đó. Cái số của tôi á, suốt ngày hả, phải đi thiếu nợ người khác thôi. Cho nên khi mà tôi có tiền một cái, tôi sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn ăn thiệt là ngon để trả nợ luôn á. Nhưng mà đợi đi nha. Anh Quốc, có bia không? Hả? Có phải là em đang nghĩ những gì anh nghĩ không? Yeah. Ăn lẩu là phải có bia, có bia tôi phải hấp lẩu. Tất nhiên là có rồi. Đi đây. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mọi người ơi. Đủ bia công nhận đã thiệt á. Đúng vậy. Anh Xu ơi. Thôi cải tiệc á. Sao mấy món này đơn giản quá à. Với lại á, lẩu này cũng không ngon lắm á nha. Không ngon mà bồ ăn lia lìa vậy hả? Chị nói em á hả? Không, nãy giờ em đâu nói gì đâu, em thấy ngon mà. Thôi, em từ từ. Ăn đi nè, ăn đi nè. Không ai giành của em đâu. Ăn đi, ăn đi. Vô cái bi. Vô nè. Vô. Nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đâu có ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ, dạ, dạ em về liền. Rồi đi. Trời đất ơi. Ở đâu ra ngon quá vậy? Nãy ai chém ngoài cửa? Trời ơi, treo ngoài cửa hả? Ngon. Trời ơi, ai mà ai không ăn mà bỏ dư cho đợi xíu cho anh miếng nha. Để mấy tô nó đũa lên khó khăn cho. Đợi anh xíu. Chớt cho anh đi. Ủa sao hết rồi? Anh lấy tô lâu quá à, em ăn còn nhiêu đây nè, không? Mà chia cho anh phân nửa rồi đó. Mới bước vô có tầm giây á. Đó. Ăn đi. Em như con cáo, còn anh như cành nho xanh. Ăn vậy một lần nữa là em thấy bà với anh. Dánh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Dánh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Em ăn hủ tiếu còn đi ăn bánh canh. Em ăn hủ tiếu còn đi ăn bánh canh. Đi bánh canh nè.